Đây là cái bẫy rất là tiện dụng và thông minh, rất là tiện lợi nha các bạn. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ đến một cái review một sản phẩm mà nhập từ bên Trung Quốc qua. Nó nhập cho nó vui thôi chứ mình mua trên Shopee nha các bạn. Sản phẩm này mình thấy ở trên mạng họ đang sử dụng khá là xôn xao. Đó là sản phẩm mà bắt ruồi và các loại côn trùng. Thì mình thấy bên Trung Quốc họ cũng có chế một sản phẩm này cũng na ná như vậy, mà nó khá là gọn gàng và nó giá nó không cao, khoảng ba mấy ngàn một cái nha các bạn. Khá rẻ đúng không? Mới một sản phẩm như vậy thì mình mua ở bên Trung Quốc, thì lạ là mình thấy cái kho đặt ở Củ Chi. Thì mình nghĩ là chắc sản phẩm này nhập khẩu bên Trung Quốc về và lưu trữ bên kho. Đấy, nhưng mà khi mình đặt Shopee nó cũng ghi là hàng bên nước ngoài nha các bạn. Hàng bên nước ngoài. Thì ở đây ở dưới này thì mình thấy họ ghi thông tin cũng khá chi tiết. Đóng gói những cái hàng mình mua về từ xuất xứ từ bên Trung Quốc, thường thường họ đóng gói cái túi bao giờ nó cũng có cái màu xám xám như vậy nè các bạn. Màu xám xám. Và cái tem họ dán cũng là ná như vậy. Có cả mã vạch rất là rõ ràng ha. Thì cái giá tiền mình mua ở đây là 158.825 đồng. Thì tổng 6 món nha các bạn, tổng cộng là 6 món. Và mình được free ship nha. Free ship. Thời gian mình đặt là khoảng nó ghi để mình không nhớ nhưng mà nó ghi rõ là 29 tháng 11. Và hôm nay là 8 tháng 12. Là khoảng một tuần, hơn một tuần nha các bạn. Khoảng 8-9 ngày vậy đó, nó sẽ tới. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để khui nha. Rồi, mình chuẩn bị tháo bao, tháo cái bao. Tháo bao nha các bạn, tháo bao. Tháo em nó ra, vẻ hơi dài nha các bạn ơi. Chắc mình phải lấy cái kéo thôi. Chắc phải lấy cái kéo cắt cho nó nhanh nha các bạn. Đây, cái kéo. Có vẻ hàng Trung Quốc họ đóng gói kỹ à, cắt kéo nha, cho nó nhanh à, cắt kéo ra đi. Đây lại lông thêm một lớp nữa. Họ bọc kỹ, thêm một lớp trắng nữa nè. Lớp mốt nha các bạn. Lớp mốt này có vẻ dai hơn lớp ngoài nữa à, nhà gói cũng đơn giản à, hai đầu. Mình kéo luôn cái cục này ra cho nó lẹ nha. Rồi, kéo nó ra được rồi nè các bạn. Nhìn có vẻ nhẹ nhàng. Nó không có nặng, chắc chừng khoảng 300 gram, không tới nửa ký nữa các bạn, nó nhẹ lắm. Tại vì nó chỉ là những cái lưới và những cái thao, khoảng 6 cái thao và 6 cái lưới, rất là nhẹ. Trọng lượng thì không nặng nhưng mà nó hơi bị hơi cồng kềnh chút. Đó, do cái thao nữa các bạn thấy không, có cái thao nhựa. Đây mình cần lấy một cái, một trong 6 cái ra nha. Thì ở trong mình thấy là có khá nhiều dây kẽm và có miếng nhựa và lưới xanh. Bây giờ mình giục luôn cái cục, cái miếng trắng này cho các bạn dễ xem nè. Đấy. 6, coi như tổng cộng là 6 cái. Và mỗi cái thì bỏ trong cái túi ni lông rất là gọn gàng. Đây, giục cái này đi ha. Đóng gói cũng khá kỹ lưỡng. Rồi, mình sẽ tháo thử một cái nha các bạn. Tháo thử cho các bạn xem. Để xem cái hàng này mình có khác so với các bạn thấy ở trên YouTube không. Có một số anh em ở miền Tây á, thì chế những cái loại lưới bằng những cái lưới cá bình thường á, lưới nhuyễn á, thì để mà bắt những côn trùng ruồi á các bạn, thì mình thấy cũng hơi to. Nhưng mà dành cho các bạn nào mà muốn bắt số lượng lớn á, thì có thể sử dụng một cái thật to và tự chế ở nhà và dựa theo cái mô hình này nha các bạn. Thì mình thấy cái này nó gọn, mình mua ở đây luôn cho nó tiện các bạn. Giờ chế cũng lâu lắm các bạn, phải có đủ dụng cụ, có những cái vòng, phải có thêm cái lưới, hơi mất thời gian thôi. Mình ở Sài Gòn sẵn mình mua luôn. Thì mình mua mình về để mình bắt, một là bắt ruồi, hai là bắt những con ruồi vàng các bạn. Có nhiều cách để bắt côn trùng, nhiều côn trùng khác nhau lắm nên cũng rất là tiện. Ở đây các bạn xem chiều dài nó là khoảng cũng không có dài lắm, khoảng 3 tấc. Ở trong thì nó có một cái cọng kẽm để mà treo lên. Chắc các bạn cũng khó hình dung lắm ha, để mình làm gắn vô thử nha các bạn. Mình chưa có gắn cái này bao giờ nên thử mình gắn coi sao nha. Ôi, nó rườm rà quá, nó dướng lưới và kẽm mình chưa có quen. À, mình thấy có cọng kẽm phía trên thòng xuống nè, và móc một cái khoen và móc cái cọng kẽm ở phía trên với cái khoen ở dưới lên đấy, thì nó sẽ kết hợp với nhau, nó tạo thành một cái như thế này đấy, và có đồ treo các bạn thấy không. Và cái này, cái cọng kẽm này để giữ cho cái vòng tròn nó cố định, nó cũng không làm được
Chính xác các bạn, nó cho mình di chuyển. Đấy, nó cũng làm kẽm bằng kẽm mỏng thôi chứ không phải kẽm dày. Do đó nó hơi ọp ẹp. Đấy, mình kéo cho nó thành dấu thập luôn, cho nó cứng cáp nha. Thì đúng ra nó phải là dấu thập và cái móc treo phải nằm ngay giữa nè, mới đúng nè. Rồi mình làm xong rồi, móc lên nha các bạn. Đấy, móc như vậy đó. Rất là gọn gàng và nó thòng xuống. Đấy, thì cái cách hoạt động như thế nào thì từ từ mình sẽ gắn tiếp ha. Ra cái chiều dài của nó nè. Chiều dài nó là 3 tấc nha các bạn. Dài hơn găng tay mình một chút là 3 tấc. Và không biết đường kính như thế nào đây. Đường kính mình sẽ xem thử nè. 2 tấc. À, đường kính là 2 tấc và chiều dài là 3 tấc nha. Ở trong thì các bạn thấy chắc là thò mò làm sao là côn trùng nó có thể bay vào được ha. Không thấy có lỗ để vào luôn nè. Nhưng các bạn thấy không? Có một cái lỗ từ bên dưới để đi lên á, sẽ có một cái chỗ để đi vào. Còn phía trên hoàn toàn không có lỗ. Phía trên có kẽm thôi, có đường móc ha. Đấy, các bạn thấy cái đường móc không? Rất là nhỏ, gọn. Các bạn có thể móc cái này lên những cái cây trồng hoặc là để gắn phía sau nhà hay là nhà bếp, nơi mà có nhiều ruồi hoặc là có nhiều côn trùng. Đấy, các bạn muốn bẫy côn trùng nào thì bỏ cái bã của côn trùng đó. Ví dụ các bạn muốn bẫy ruồi thì các bạn chọn những cái bã có mùi hơi khấm khấm. Còn các bạn muốn bẫy những côn trùng mà thích chua ngọt á, giống như côn trùng bọ cánh cứng á, bọ cánh cứng thì nó thích ăn lá sầu riêng hay là lá mít á, thì các bạn bẫy bằng cái bã khác, bã chua ngọt ha, bã chua ngọt nó sẽ thích cái đó. Đấy, đó là bọ cánh cứng. Đấy, cái hướng đi lên của côn trùng có thể không, đi vào cái lỗ này và nó sẽ bay theo bán tính bay lên. Và để cái mồi á thì các bạn phải để cái mồi như cái thao này này, cái thao này, và nhét làm sao cho vào này khó. Mình chưa có quen luôn, để mình thử mình nhét đại ra sao. Cái đường đi vô cũng khó khăn quá, nó hơi hẹp, nhưng mà cố gắng chắc được. Nó nông, mình nông nó vào nè. Hay được nè các bạn. Đó, thì nó cũng hơi ập ẹp, nhưng mà thôi giá rẻ mà. Đó, thì bây giờ nó có cái vành nó cũng vừa luôn các bạn. Nó là làm cũng vừa vặn và ngay ngắn đó. Vào rất là dễ dàng ha. Cứ để treo lên rồi bỏ mồi vô thôi là chắc chắn là sẽ có ruồi. Đấy, có nhiều côn trùng cho các bạn luôn á. Có thể nuôi ruồi, bắt ruồi. Đấy, bắt ruồi để mình sẽ xa cho các bạn dễ nhìn nha. Để hơi gần. Đấy, cầm lên để các bạn thấy không. Chiều cao là 3 tấc. Không quá to cũng không quá nhỏ. Nó vừa để bắt côn trùng các bạn. Đấy, cái thao này, nhỏ gọn. Mình cảm giác nó hơi lươn. Đùm lây thì các bạn có thể cố định bằng những cách khoét cái lỗ cái thao xong rồi bắt cọng dây hoặc cọng kẽm vô cái thao lên thêm một cái mái nối cho chắc nữa thì cái thao nó hơi lỏng lẻo. Đấy, côn trùng sẽ bay lên hướng này các bạn thấy không. Bay xuống thao thì nó bay, thường thường nó bay vòng vòng cái thao nè, nó lồng bên trong. Và theo quán tính thì côn trùng nó sẽ bay lên trên, và khi lên trên thì nó ra qua cái lỗ nhỏ, có một cái lỗ nhỏ phía trên mà thấy không. Đấy, đấy là phần cho nó rơi vào cái bẫy. Khi nó bay lên trên rồi thì nó vào bên trong khu vực đó rồi, nó không biết được cái đường ra. Đấy, nó cứ bay vòng 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 cho khi nào nó coi như là nó bị cạn kiệt mà nó sẽ chết khoảng chừng một tuần. Hoặc là nếu các bạn muốn cho nó chết liền thì các bạn lấy cái thao ra và nhúng nguyên cái bẫy này vào trong nước trong vòng khoảng chừng 3 phút là tất cả những côn trùng nó sẽ chết hết. Rồi các bạn cứ lấy ra và tháo cái bẫy này ra và đổ cái côn trùng qua cái lỗ nhỏ đó. Đấy, mà trước tiên phải tháo cái thao ra trước đúng không. Đấy, rất là đơn giản nhưng mà rất thông minh. Đây là cách bẫy cơ học đơn giản mà rất hiệu quả nha các bạn. Không có cần phải tốt điện, không có sử dụng thuốc mà vẫn tốt, vẫn bẫy được. Và cái bài của mình hôm nay đã dài rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình đã review xong. Các bạn nếu thấy hay thì nhớ cho mình một like và đăng ký kênh nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha.